Hòn Tre là xã nằm ngay trung tâm hành chính của huyện. Diện tích tự nhiên 462,88 hectare. Toàn xã có 3 ấp gồm 33 tổ nhân dân tự quản, có 1.111 hộ với 4.433 khẩu. Nhân dân sống chủ yếu bằng nghề khai thác thủy sản, nuôi trồng, thương mại dịch vụ và mua bán nhỏ lẻ. Từ khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và các tiêu chuẩn xã văn hóa nông thôn mới, với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của các cấp các ngành cùng sự đồng tình ủng hộ của nhân dân đã góp phần thay đổi diện mạo xã Hòn Tre. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được dần đầu tư xây dựng phù hợp với đặc thù của xã đảo, làm đổi mới bộ mặt nông thôn theo hướng văn minh hiện đại. Kinh tế xã hội liên tục phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao, chất lượng dạy học có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự được giữ vững, chất lượng hoạt động của các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được nâng lên. Từ đó, từng bước hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới và 5 tiêu chuẩn văn hóa nông thôn mới. Với sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, từng hộ gia đình tích cực tham gia thực hiện tốt 15 phần việc và các tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Thì theo 5 tiêu chuẩn ở văn hóa nông thôn mới là làm sao là các hộ gia đình, người dân, các cơ quan, đơn vị trong cái thực hiện cái 5 tiêu chuẩn về phát triển nông thôn mới cũng phải đảm bảo về an sinh xã hội, làm sao cái đời sống người dân cũng phải nâng cao đời sống vật chất của người dân, rồi an ninh chính trị, chặt từng an toàn xã hội, rồi an toàn giao thông được đảm bảo. Đó thì và là người dân là phải là chủ đạo trong quá trình thực hiện cái xã văn hóa nông thôn mới là thực hiện tốt các phong trào về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao của xã, rồi là phát huy cái bản sắc văn hóa dân tộc của người Việt Nam, nhất là những nét văn hóa đặc trưng ở vùng biển đảo. Làm sao là nó gắn với cái văn hóa tín ngưỡng tâm linh của người dân trong thời gian tới, làm sao mà gắn cái đó là cũng là một cái sản phẩm du lịch của huyện Cát Hải trong thời gian tới. Qua triển khai thực hiện, ngoài sự chủ động tích cực, nỗ lực hết mình của đảng bộ và nhân dân địa phương, còn có sự góp sức của các doanh nghiệp. Trong tổng số 279 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới, nhân dân xã Hòn Tre đã đóng góp tiền và hiến đất trị giá trên 900 triệu đồng, trên 200 ngày công lao động trong xây dựng các công trình giao thông nông thôn và đóng góp trên 145 triệu đồng thực hiện công trình thắp sáng đường quê trong xây dựng ấp văn hóa để góp phần đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Trước đây thì cuộc sống bà con cũng gặp nhiều khó khăn, là đảng nước lại là quan tâm cũng chưa kịp, nhưng mà hôm nay thì từ đó đến nay thì quan tâm rất là quan trọng đối với bà con mình. Thì lao động sản xuất thì bà con mình rất là phát triển, đồng thời là nhà đảng nhà nước cũng quan tâm là về cái là nhà đại đoàn kết, bà con mình rất phấn khởi ha, rất phấn khởi. Thì bà con của mình cũng đang là tập trung là chấp hành chủ trương, đồng thời là làm những cái chủ trương của mình đó là như vệ sinh, rồi là giữ vững là cái xây dựng về văn hóa và nông thôn mới là lâu dài mình vững hơn. Bây giờ hiện nay thì đạt chuẩn xong rồi, nhưng mà tôi cũng đại diện nhân dân thì cũng cố gắng là để vận động bà con là để giữ vững và giữ gìn vệ sinh, giữ gìn đó là những cái nông thôn mới sản xuất là càng ngày phát triển. Xã Hòn Tre trở thành xã nông thôn mới và văn hóa nông thôn mới sẽ là bước ngoặt quan trọng để làm thay đổi khởi sắc mọi lĩnh vực, trong đó hiệu quả từ xây dựng đời sống văn hóa là điều kiện để phát huy hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của người dân xã đảo trong tương lai.